Tiên xin chào tất cả mọi người. Anh em mình có cái máy kia 30 mình đặt vô ra máy giữa rồi dư máy nuôi tôm, mình tính để lại cho mọi người, có ai có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại mình để trên tiêu đề. Mình sexy hộp số cái bè. Kia 30 máy còn zin còn ít na, bao hơi bao cốt.